Chào mừng các bạn đến với bản tin của Việt Di Trú. Dịch đại dịch coronavirus ảnh hưởng đến toàn cầu. Câu hỏi là đại dịch coronavirus ảnh hưởng gì đối với chúng ta, những người có những hồ sơ di trú về định cư. Thứ nhất, ảnh hưởng rất là lớn. Hôm nay USCIS đã thông báo là họ sẽ đóng cửa tất cả các phòng của USCIS tại Hoa Kỳ. USCIS là có nghĩa là sở di trú Hoa Kỳ sẽ đóng cửa để tiếp những public, tiếp người dân ở tất cả các trụ sở office của sở di trú. Cho nên những hồ sơ có appointment về thi quốc tịch hoặc là chuyển thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm có lịch phỏng vấn đều bị hủy. Bây giờ lại mà chưa có ngày cố định. Sở di trú có nói là sẽ đóng đến ngày 1 tháng 4, nhưng tùy theo tình hình diễn biến của dịch coronavirus thì có thể nó sẽ kéo dài hơn. Và những hồ sơ về có nhiều office USCIS sẽ đóng cửa thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hồ sơ diện bảo lãnh, mà nếu USCIS chậm lại hồ sơ các diện hồ sơ bảo lãnh diện thân nhân thì nó sẽ kéo dài hơn, vì nếu mà USCIS kéo dài thì họ sẽ không chuyển qua ABC, tức là trung tâm chứng khoán visa, thì nó sẽ kéo dài hơn. Ngoài ra thì cái thứ hai là hôm nay đại sứ quán Hoa Kỳ và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đại sứ quán thì ở Hà Nội và lãnh sự quán thì ở Sài Gòn đã thông báo sẽ đóng cửa và ngưng cancel những appointment sau ngày 19 tháng 3 có lịch phỏng vấn, thì có nghĩa là những hồ sơ có lịch phỏng vấn sẽ bị cancel, delay và sẽ arrange lại, sắp xếp lại cái reschedule lại cái hệ thống của mình, mà tùy thuộc vào cái diễn biến của dịch coronavirus. Thì nếu mà nó kéo dài thì chắc chắn là họ cũng sẽ mở rộng ra cái ngày delay. Đây là hai thông tin quan trọng mà Việt Di Trú đưa ra các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 17/2020. Chúc các bạn may mắn, xin chào. Có một tin quan trọng nữa là Orange County không có lệnh giới nghiêm shutdown như là ở vùng thành phố San Francisco, nên mà chúng ta có thể đi ra ngoài nhưng mà không được tụ tập quá 10 người, cũng như có thống đốc tiểu bang ông Nielsen cũng ra lệnh là khi ra ngoài public, nếu bạn đi ra Costco, đi chợ đó có giữ khoảng cách 6 feet với người xung quanh, có nghĩa là có thể là 6 feet tương đương khoảng là 2 mét nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên subscribe channel của Việt Di Trú nhé, để theo dõi những thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.